Trong sự phát triển đa dạng về văn hóa đô thị, có một làng nghề truyền thống ở thành phố Vinh đang được bảo tồn và phát triển, đó là nghề làm trống ở xã Nghi Đức. Vâng, và trải qua hàng trăm năm thì người dân Nghi Đức vẫn âm thầm duy trì gìn giữ nghề làm trống. Đây không chỉ là nguồn thu nhập, mà với họ, đó là tâm huyết, trách nhiệm với truyền thống của cha ông để lại. Gia đình ông Nguyễn Văn Lai có truyền thống 4 đời theo nghề làm trống. 20 tuổi, ông đã được cha truyền nghề. Trải qua hơn 30 năm gắn bó với nghề, đến nay ông đã trở thành một nghệ nhân làm trống giàu kinh nghiệm. Ông luôn trăn trở làm sao để gìn giữ cái tinh túy của nghề, khát khao truyền tâm huyết nghề cho thế hệ kế tiếp, nhằm lưu truyền một sản phẩm mang đậm nét văn hóa của người Việt Nam. Nghề làm trống là di truyền của cha mẹ để lại, nên là tôi đã cố gắng duy trì cái làng nghề này. Theo những người thợ làm trống Nghi Đức, để làm được trống đạt chất lượng về âm thanh mẫu mã đẹp, đòi hỏi người thợ phải có tay nghề và biết cảm âm, phải trải qua 3 bước làm da, làm tang và bưng trống với hơn 20 công đoạn thủ công tỉ mỉ chi tiết. Mỗi sản phẩm làm ra phải có độ bền, độ vang của trống. Nếu như ở nơi khác, trống được làm từ nhiều loại gỗ khác nhau, thì ở Nghi Đức duy nhất chỉ dùng gỗ mít và da bò để làm trống. Và chính kỹ thuật ghép gỗ khéo léo, bí quyết bào da đã tạo nên sự khác biệt cho từng chiếc trống của làng trống Nghi Đức. Cái nghề làm trống Nghi Đức đấy thì khác với ở chỗ khác, nó là ở chỗ khác bây giờ là người ta làm bằng máy cả, nhưng mà thực ra mà nói nghề làm trống này nè, nếu muốn giữ được cái nghề làm trống mà đúng cái bản chất của cái trống đó thì là phải làm bằng tay thủ công. Nét đẹp và độc đáo của làng trống Nghi Đức là vậy, nhưng những năm gần đây làng trống đang dần mai một, nhiều gia đình không còn gắn bó với nghề khi đầu ra của trống quá bấp bênh. Nếu như trước đây cả xã Nghi Đức có hàng chục gia đình làm trống thì nay chỉ còn chưa đầy 10 hộ còn giữ nghề làm trống. Thì trong cái xu thế hội nhập của cơ chế thị trường, rồi phát triển đa ngành nghề, thì cái nghề truyền thống này những cái nghề cần thiết để bảo vệ, và chúng tôi cũng tuyên truyền vận động và cũng tạo nhiều cái điều kiện thuận lợi nhất để rồi các hộ có cái điều kiện để rồi duy trì làng nghề cho các con cháu đời sau. Mỗi ngày các nghệ nhân làm trống ở Nghi Đức vẫn tỉ mẩn đam mê để làm nên những chiếc trống. Sự hiện hữu của những chiếc trống và âm thanh của nó là một cách nghệ nhân níu giữ hơi thở làng quê, nét văn hóa làng xã của người xưa để lại.